All right, B. Who are you and what's your game? Và nhiệm vụ mình bây giờ nó kêu mình phải tới code gì đó để tìm hiểu cái ông B là ông nào. Mình cũng đang rất là phân vân, không biết ông nó gì đó sẽ gọi là B BB, what the fuck. Đấy, cái bà đó mặc áo xanh nó không biết bà, mình kêu bà lại được không ta. Recruit cái kiểu. Mà thôi chứ mình nghĩ mình tự vô luôn rồi ba. Đó, chơi chuyên nghiệp đúng không? Và bây giờ nó bảo là mình phải spy cái ông này. Ông này là thủ tướng, Prime Minister. Và đang cố gắng lẻn vào đám đông như thế này đây để không bị phát hiện. Tại vì đó, vừa mới nhắc luôn, một thằng lính canh. Và tốt hơn hết là mình phải lẻn như thế này để không ai phát hiện ra mình là assassin. Nhưng mà vẫn phải vừa khoảng cách. Có khi nào ổng là thủ tướng không ta? Cái ông Bi đó là thủ tướng, là cái ông thủ tướng mà mình đang thấy đây. Có vẻ hơi ghê. Thằng lớn chạy vẫn chưa với em mình ở đây. Và mình vẫn đang đứng rất là bình thường, không có chuyện xảy ra thể ra cả. Và hôm nọ nói chuyện khá là lâu đó. Then I shall obviate the requirement. Good evening, sir. B, I presume. À, ôi cái đéo gì vậy? Mẹ tự nhiên đang tính chạy cái tự nhiên có cục đá chặn trước mặt. À, cái ông B là Benjamin, là ông này đây. Chạy chi nữa em? Pleasure to meet you. B. B. My name's Herbert. And why are you following the Prime Minister? It's just the job, sir. Some old bloke paid me. Smug bastard. Ồ, má nó bắn một phát ngay đầu ông này luôn. Đù má, pha này ảo. Má, cái đó là manh mối duy nhất của tao đó, thằng con đi. Tao không muốn chửi mày đâu, nhưng mà má, mày làm cái những việc mình chó lẻ là tao phải bực mình. Vãi vãi. Đấy, tao gặp tao trên mày tới chết. Đệt. Nghĩ sao vậy? Đù quá. Ôi, không ngờ nó bắn trúng luôn. Ghê vậy. Tackle hay là giết nó luôn ta. Nhỏ này đéo đáng sống. Mình có thể là nhờ nhỏ này nó sẽ mình sẽ lần được manh mối hay sao? Nhanh lên check up ơi. Nhanh lên, 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 nhanh lên. Đù mà nó parkour ghê vậy. Mình không ngờ AI bây giờ nó bắt đầu đã biết parkour. Mình nhớ là mấy phần trước nó đâu có parkour ghê gì đâu. Nhất là Unity nó có bắt khui đi vậy cái đấy. Mày nghĩ mày chạy đi đâu mày? Bloody hell! Where did you come from? Well, I was born in Crawley, but that's by the by. Who are you working for? I never got his name. Old chap, big moustache, wore some kind of uniform. Who's ours, maybe? What's his game? Please, you'll kill me. And a three-story drop will shatter your legs and send you to the workhouse. Difference is, you can run from him. Tomorrow! My lads
are going to attack the Prime Minister's carriage on the way to Parliament. Perfect. So much for the house call. I have to find a way into that carriage. Ok, vậy anh bảo mình phải đi tìm đường đột nhập vào cái xe đó. Có vẻ là để nghe ngóng cái gì thì phải. Để mình cố rồi. Để coi. Tiếng ở chỗ này là khu vực cấm. Hơi khó đó. Lính canh thì đông vãi cả lợ luôn. Ây da. Infiltrate. Làm sao để vô mà không bị phát hiện đấy ta? Hay là mình cho mọi người bắn loạn hết đi ha? Sợ là mấy thằng này nó miễn nhiễm nè. Đó, ý gì thằng này nó chín nè. Đó, mình giữ cái nhiêu đó thôi đó. Nhưng mà để coi chuyện như thế nào ra. Con này nó sẽ tản ở đây, đó, đúng rồi. Ồ, giờ nó chết hết rồi nè. Cũng đỡ. Nhưng mình để cho mang thằng kia thử coi. Ăn bọt cái nhẹ rồi. Ồ, mà sao quá, thôi chứ mình tới. Đây thì chắc chỉ có hai thằng thôi. Mình có nên nhảy xuống giết nó luôn ta. Rồi giết muốn giết lần hai đứa phải giết cái double assassination luôn nên thôi. Nếu như nó không nghe tiếng của mình thì thôi mình nhảy xuống luôn. Tại vì khu này khu vực cấm. Prime Minister, I'm your new bodyguard, Jacob Fry. I wasn't informed of any new bodyguard. Who's your commanding officer? Let the boy speak, Dizzy. Madam, apologies, but we've learned of a threat on your life, and the Met thought it best to move quickly. Threat? What sort of threat? That sort. If you excuse me a moment. Bây giờ cái mình bạn của mày luôn rồi. Đất. Ơi bậy. Đang bị bắn rồi. Tụi này tụi sniper mà. Bỏ cái đá này tụi bay nó xuất hiện từ đâu ra vậy? Nè tụi bay nghĩ sao vậy? Mấy sniper thì thường nó rất yếu. Vừa hay nhất là con gái nữa. Bird unlock luôn rồi, ghê vậy. Cảm ơn nha. Đó. Ủa nữa hả? Xuống rồi, nó xuống, chỉ xe đánh ở dưới rồi. Xuống lẹ. Đồ mà mình né vãi cái đáy thật. Má này cầm dao mà, để cầm dao bấm thì không sợ đứa nào cả. Con chịu đánh thì còn có thể là lâu chứ con thằng này anh em là không có vụ gì đó ha. Lethal, cái độ lethal nó cực cao còn gì nữa. Ra tới rồi. Đù. Còn mặt này thôi, địch, quá hay, địch. Quá đẹp. Your Excellency.
Đồ má, mày đùa tao chắc. Má, đúng nghĩa qua tao vớt vừa mới đánh xong cái nguyên lũ có hai thằng đó xuất hiện vô cướp xe mất mẹ rồi. Địch. Không đéo còn gì để tả. Nhưng mà không sao, không sao. Mình sẽ dí lại. Má, đừng đùa với Jacob chứ. Má, thanh niên đua xe là đây. Đồ má, coi kìa. Vãi cả đua xe. Đồ, cái đéo gì vậy? Tránh xa khỏi cái xe của tao ra, ok. Đồ 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 coi rồi, đồ má loạn luôn rồi, má sao xe nó chạy nhanh quá vậy? Đồ mới vô tới level 9 luôn rồi, kinh vãi nồi. Khu này ngoài tầm kiểm soát của mình rồi. Sao ngựa chạy nhanh quá vậy? Tao cần một con ngựa chạy nhanh như vậy. Đồ má coi kìa, nó tông một cái. Cái thằng. Giờ chúng ta sẽ đi đâu đây? Hai check rồi nè. Secure the carriage. Giờ mình sẽ chở ông về. Nhưng mà mình không biết rồi đi đâu hết. Ý bậy bậy. Hình như thằng đó là địch á. Màu đỏ kìa. Mà mấy thằng này công nhận nó cứ sao sao á. Là mình làm chuyện gì nó cũng để ý á. Điện luôn. Gladstone, young man. I assure you, madam, Gladstone is innocent in this. But he tried to kill my husband. Well, we'll look into Gladstone. Perhaps you can help me with another inquiry, madam. A gentleman with ties to Parliament, older, wears cavalry uniforms and has a large mustache. You seem like a rough and ready sort of fellow, Mr. Fry. Well, yes, I am, actually. And are you familiar with the poorer districts of our city? Roughly. Wonderful. As it happens, I've been eager to tour the Devil's Acre. If you were to escort me, I'd be happy to assist you in your inquiry. That strikes me as a dangerous idea. Then it's settled. Come back here to Downing Street tomorrow night, 8 o'clock sharp. Good day, Mr. Fry. But I... Good day, Mr. Fry! What's this nonsense about needing a password to see Lord Cardigan today? Relax. I've got it in my pocket. Look sharp, men. Allow no one past unless I authorize them. Cardigan has gone too far this time. I've a mind to contact Scotland Yard myself. Come now, gentlemen. I thought us united in opposition against this perfidious law. Và nhiệm vụ của mình bây giờ là phải ám sát lãnh chúa Cardigan. Và nó cho mình 3 skill như mọi khi. Minister là Prime Minister, như mấy nhiệm vụ đầu mình cũng đã nói chuyện là thủ tướng. Chúng ta thể tiếp cận mục tiêu một cách dễ dàng hơn. Policeman, Stale of Timothy.
thì mình nghĩ là mình sẽ cố gắng mà làm cái minister thì nó sẽ hay hơn, nó sẽ có những cái cutscene đọc hơn. Ok. Bây giờ mình sẽ cố gắng tìm đường vô cái này, từ tính. Tại vì nếu mình làm cái minister nó sẽ cho mình mấy nhiệm vụ phụ nữa, thì mình có thể làm nhiệm vụ minister đó. Nhưng mà làm sao mình tiếp cận cái này là tính sao? Mà nhiệm vụ này mình cần phải có thằng Jacob làm thôi, con chị không thể nào làm được. Mặc dù là mình đã bắt đầu với con chị. Ok, Minister unlock unit skill, steal Lord Cardian's password. Ok. Và trong đây toàn level 7 không. Muốn xuống cũng khó. Ê, cái gì? Oh, mém nữa mình nhảy xuống rồi. Mém nữa nhảy xuống rồi thấy là tập rồi. Phải tìm được khác thôi. Đường này không thể là muốn vô là vô được, hơi khó. Đó, quá hợp luôn. Nghĩa là sẽ không có ai đây đâu nha. Cũng có hai thằng ở đây, tiến tới hướng chỗ ông này. Thằng bên đây. Và thằng bên sau. Nhưng mà người này chắc nó sẽ không sao đâu. Mình xuống luôn đi. Mình lấy nó về đám đông thôi. Kêu ổng ổng không mà nghe luôn mới ghê chứ. Dù này hơi khó, hơi khó. Ok, ok, chúng ta đã có được rồi, chúng ta đã có được rồi. Lord Aquari. Giờ chúng ta làm gì nữa ta? Nó phải có cái chỉ thị tiếp theo. Fire opportunities, don't kill him, do not get detected by the target. Và mình có được cái password của mình làm gì nữa ta? Hơi khó đó. Tôi tìm cách đột nhập vào cái nhẹ coi. Mục tiêu nó nằm ở đâu ta? Ơi. Cái khu này có vẻ là khu vực cấm, nhưng mà nếu mình là dân thường thì nó vẫn cho phép mình đi vô. Nhưng mà nếu mà mình assassin thì có lẽ là đó là một chuyện khác nữa. Đừng lại đây, đừng lại đây. Mẹ, cuối cùng cũng bị detect là sao? Mình phải trốn đi tìm đường khác thôi, entry point khác. Tại vì cái vỏ nó bị phát hiện rồi. Mình dù sao mình cũng có được cái card, cái password rồi, xong. Bây giờ mình sẽ đi tìm cái entry point khác. Tại vì cái hướng nó vô đó thì mình ám sát mình khúc bên kia, khúc bên này nè. Chứ bên đó thật sự là không có ai cả. Vẫn đang cố gắng tìm đường vô. Entry boy kìa. Đâu còn chưa thấy mình, Nhỏ này bắt đầu ngáo rồi. Ngáo nè. Đằng này nó cũng có cái entry boy, mình vô cái entry boy này đi. Password acquired. Mình không hiểu cái password này dùng để làm cái gì nữa. Nên cái này nó sẽ có tác dụng. Đây, có cái entry boy đây. Event locate target, follow him to Lord Cardigan office. Hay, mình đợi nó nãy giờ. Xuống đi.
Cái gì này nhiều lúc khó bấm quá. Chúng tôi nói chuyện nhỏ nhẹ. Sergeant Freddy Aveline of Scotland Yard. This scandalous activity would take your place. Rồi bây giờ mình sẽ đi theo cái ông này. Mong là không bị phát hiện. Ê, kỳ kỳ nha bạn. Mấy thằng mập này á, nó có những cái chiêu mà làm khá là mình khá là khó chịu. Đi tiếp nào. Follow follow đi 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 cái đi đi. Là cái gì vậy? Sao ông nội đứng hình luôn rồi? Đi đi. Đi tiếp đi. Ừ đó, phải vậy không? Tự nhiên sợ quá, sao không có đứng hình luôn. Khu này chắc là không có ai nữa rồi. Cái này làm nhiệm vụ mình nhớ tới nhiệm vụ mà ám sát Silver là mình đứng trong cái giống vậy nè. Cái phù buồn mà mình bắn thẳng sang bên kia. Đó, nhanh gọn lẹ. Trời, sao đông quá vậy? Sao đông quá vậy? Cho smoke bomb đi qua cho nó an toàn. Đằng kia có hàng mập. Đừng đừng lại đây mập ơi, đừng lại đây, đừng lại đây. Đừng lại đây. Ok. Có lẽ chúng ta vẫn chưa bị phát hiện nhưng mà nó đằng kia nó hú ra hết rồi. Mấy công nhận mấy này level 7 căng thì chứ. Mặc dù mình level 7 mà đánh không nổi nha. Cũng hên là trước khi đánh mình có nâng cấp một số thứ. Cho nên bây giờ nó còn thoải mái chứ bây giờ kêu đánh kiểu đó mình bó tay. Đi lẹ. Đi. Mình có lock picking nè. À quên cái đó con chị, hồi một bữa mình có nâng cấp cái lock picking mà con chị. Give password kìa. Đó, cuối cùng chúng ta cũng biết cái công dụng của cái password. Follow the politician. Nhìn vô khác đi bạn. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đó, quá đẹp. Password. Balaclava. Come in. Ah, Minister. Now then, let's discuss this like... Good God! Who the bloody hell... Oh, shut up. Should fall not on the gloried fields of Crimea, but to an assassin's blade in the very halls of power. Are you finished yet? Take your bow, knave.
for you have managed what no Russian battery, what no Indian tiger could achieve. Claim your trophy, and may you choke on it. Yes, but do tell me more about Balaclava. Farewell. Farewell, dear Britannia. Your dawn shall be dimmer that the Earl of Cardigan sees it not. God save the Queen and the 11th Hussars! What a prick. Ok, và bây giờ mình phải thoát ra khỏi chỗ này mà không bị phát hiện. Chứ mà tiếc là mình không có lock picking, trời ơi. Mình cũng ngại phải giết người lắm. Để đợi này qua cái đã. Biết đâu đây có đường ra nữa không ta? Ây, bậy, bậy, bậy. Sao đường nào cũng ngõ cục hết nha. Ây, entry point nè. Đây, 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 thoát ra thôi chỗ này được rồi đó. Mẹ, nguyên giờ nguyên đám nó biết mình là thằng ám sát người ta. Đệt. Xong giờ nó bắt đầu nó dí mình. Ta-da. Má, khu này còn nguy hiểm ác nữa. Sắp ra rồi, sắp ra rồi. Chạy đi, chạy đi. Escape the house, our house of parliament. Đây. Xong, quá ngầu. Ồ, hoàn thành hết luôn. Đồ quá hay. Quá chuẩn luôn. Apart from the death squad on our tail, apart from that. Backup's on the way. Why are you pushing yourself so hard? It's not your job to fight Templars. I had this colleague. He was our boss's son. I didn't much care for him at the start. Everyone treated him like he was so bloody special. To me, he just wasn't invested in anything that didn't affect him personally. But I was wrong about him. He became my friend. Put himself through hell, and he saved us all in the end. So I reckon, well, I can't apologize to him, but I can, I don't know, I can try and live up to his example. You are a good assassin. Holy jeez! Hello. It has been too long. Galena! Blimey, I have not seen you since we blew up that lab in Paris. There were many explosions, and you screamed like a baby. Bishop tells me Otzoberg is here. I will kill him for you. Super, great news. Now, if you wouldn't mind keeping watch, I am going to lie down and die now. Rest. We have a big fight coming. Sean and Rebecca are safe for now, but we're still relying on you to find us that shroud.